Xin mến chào quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh. Địa bàn đến hôm nay giao lưu là Trà Nóc, thành phố Cần Thơ, chỗ nhà 6. Xin mời các bạn. Rồi chào anh Sáu ơi. Dạ. Rồi đây nói đầu tiên chào anh em gần xa nha. Dạ. Rồi hôm nay cũng vài lời chia sẻ với anh em. Rồi. À, mong anh em có gì thông cảm bỏ qua nha. Tại vì cái vụ mà nhắn tin á thì anh em sốt rồi á là hay để ý, thành ra cái tin nhắn em ít có nhận rồi. Thành ra có gì thì điện hoặc là cái điện Zalo á thì thấy với cái số hàng mà khi cái số khách lạ thì từ 5-7 triệu lên thì cũng thấy lấy em phải lấy cọc nhận chuyển trước tí ha. Dạ tí tại cọc. Vì nhiều khi anh em nhầm người anh em muốn phá hay là cái này cái kia á, rồi thành ra là sốt này kia mình chuyển đi thì chuyển về cũng tội nghiệp lắm. Rồi ok anh. Anh em trong năm trong anh em cũng thông cảm bỏ qua được cái buồn phiền gì cái vụ đó nha. Rồi ok, rồi, cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi như vậy là khi mà liên hệ với anh Sáu thì nhớ gọi điện thoại trực tiếp nha mấy anh. Rồi chứ còn nhắn tin rồi. Chậm trễ nói chung trả lời không kịp rồi mấy anh có thể hơi giận. Yeah. Rồi ok, như vậy là tóm lại là phải gọi điện thoại trực tiếp. Yeah. Rồi ok, cảm ơn anh. Rồi mã số 1. Đầu tiên nha anh em. Rồi ok. Số 1 cái này quái lắm. Rồi, mã số 1 mấy anh ơi. Mấy anh mấy chị khi mà giao lưu với anh Sáu nhớ gọi điện thoại trực tiếp mấy anh ơi. Nhắn tin nhiều khi trả lời không em quăng lưu đạn hoài à. nhắn tin nè chỗ bóp hoài rồi cũng thông cảm giùm. Dạ rồi thông cảm giùm. Này số 1 nha anh em. Rồi số 1 nhiều anh em thì ấy lắm, còn nhiều anh em thì muốn ấy làm phá này kia rồi ok bán. Như vậy là cho thông số đây nè. Dạ dạ dạ. Rồi cái số 1 anh em. Rồi số 1 không số anh ơi. Giờ em đo cái gì đi, rồi cái mini nha. Đó dạ. Thì cho anh em coi cái đi. Nó gần được 20-19 nha anh em. Dạ ok anh. Cái trong này thì nó chỉ có 14 thôi nha anh em. Rồi 14 anh ơi. Chiều cao được 28 nha anh em. 28 rồi. Rồi cái này có giá là 500 ngàn nha anh em. 500 ngàn. Dạ bao 5... ship toàn quốc luôn. Bao ví ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi phụ đổi luôn. Tiếp theo số 2 mấy anh ơi. Số 2 tròn vòng luôn ơi, tròn vòng luôn số 2. Rồi cho thông số luôn ơi. 20 nha anh em. Rồi 20 mấy anh ơi, ok. Rồi chiều cao. Cao là 59. 59, rồi cảm ơn anh. Rồi số 2 này có giá là 900 ngàn nha anh em. 900 ngàn, phí ship là miễn phí dạ, anh. Phí ship bao toàn quốc luôn. Rồi ok, rồi, cảm ơn. Số điện thoại là 077-581-2944 nha. Rồi cảm ơn. Rồi tiếp theo. Số 3 này là như là nó giống thú lùng lực nha anh em. Số 3 mấy anh ơi, dạ, mini. 3. Đó, đó là con cái lưng ngồi đây mà giống giống thú vậy. Đó, cả con chó. Anh em về ghép hai bo à. Ghép đây em con, đây em bo được rồi. Dạ. Cây này phải ghép mới được. Xài mini bỏ bài nha nè. Rồi ok anh cho thông số luôn rồi. 18 nha anh em. Rồi 18. Rồi chiều cao. Chiều cao cũng 18 luôn. Rồi 18 luôn. Rồi số 3 này có giá 350 ngàn nha nè. 350 ngàn. Rồi miễn phí ship phụ đổi luôn tiếp theo. Đó, số 4. Số 4. Số 2 900, số 3 350. Số 4 này cũng đế cũng đều nha nè. Mã số 4 anh ơi. Chỉ cần này đủ luôn, anh em dễ ghép lắm. Cái này mau ghép lắm. Rồi thông số của em này luôn ơi, số 4. 19. Rồi 19. Ok. Chiều cao. Cao 39. Rồi 39. Rồi, rồi mã số 4 này có 400 ngàn nha anh em. 400 ngàn. Rồi phụ đổi luôn tiếp theo. Rồi, số 5. Số 5. Số 5 là cũng quái nha anh em. Rồi số 5 mấy anh ơi.
năm này để ghế nó đều hết trơn nha nè. Mã số 5 rồi, thông số luôn rồi. Rồi cho em thông số luôn. 22. Rồi 22. Chiều cao 32. 32 luôn. Rồi. Mã số 5 này có giá 800 ngàn nha nha. 800 ngàn miễn phí ship mấy anh ơi. Rồi tiếp theo luôn. Rồi cái này là số 6 nha. Số 6. 6 này nguyên cái cũ nha em, rẻ cũng quái luôn. Mã số 6. Dây cặp này đủ rồi. Phôi mai vàng mấy anh ơi. Mai vàng. Rồi ok anh, cho thông số luôn. Rồi 17. Rồi 17. Chiều cao. Chiều cao là 61 nha nè. 61 luôn. Rồi. Rồi mã số 6 này có giá 350 ngàn nha nè. 350 ngàn. Miễn phí ship anh ơi. Rồi đổi luôn. Đây là mã số 7 nha nè. Rồi số 7. Số 7 nguyên một cái ủ ấy luôn mà cây này nó có cái đường này nha nè. Rồi anh cây gì nó hiếp miệng rồi nha, nó cũng bò bủng da à trang, không sao cây khỏe mạnh. Chỉ cần được. Rồi em này là số 7 mấy anh ơi. Dạ. Số 7. Rồi 23. Rồi 23. Chiều cao 41. Chiều cao thì 41. Cái này là mã số 7 nha nè. Rồi có giá 400 ngàn luôn. 400 ngàn miễn phí ship nha mấy anh. Dạ. Rồi ok. Đổi luôn, đổi luôn. Đây là mã số 8 nha nè. Số 8 mấy anh ơi, số 8. Mã số 8. Dây cầm đầy đủ nha nè. Ôi mai vàng em anh. Dạ mai vàng. Dây cầm đầy đủ. Đế đặt cho điệu cho giải điệu cho ok rồi. Cho em xin thông số luôn rồi. Rồi 21 nha nha. Rồi 21 cao. Cao là 56. Rồi 56 anh ơi. Ủa mày phải không ạ? À? 66 nha nha. Rồi 66 anh ơi. Rồi mã cây số 8 này có giá 400 ngàn nha nè. Rồi 400 miễn phí ship nha mấy anh ơi. Rồi phụ đổi luôn tiếp theo. Rồi cái này là mã số 9. Số 9. Số 9 này là nguyên một cái cũ này nha anh nha. Em này là số 9 mấy anh ơi. Bự rồi. Chỉ cầm đầy đủ thôi. Số 9. Cá nhiều chi cành mấy anh ơi. Rồi thông số luôn anh. Rồi nguyên cũ luôn nha anh em. Rồi 30 nha anh em. Rồi 30 cao. Chi cành đầy đủ luôn. Cao. Cao 69 nha anh em. 69 dạ. Rồi cây mã số 9 này có giá là 500 ngàn luôn nha anh em. Rồi 500 mấy anh ơi. 500 dạ. 500 ngàn phụ đổi luôn. Miễn phí ship nha mấy anh. Rồi tiếp theo. Rồi cây số 10. Số 10. Cây số 10 là một cái cây ba nha anh em. Gần. Mã số 10 nha mấy anh. Dạ, yeah, số 10 nha mấy anh. Quá ủa, bài luôn. Còn nhóm 3 nữa. Rồi ok anh, cho em thông số luôn rồi. Số 10. 19 nha anh em. Rồi 19 mấy anh ơi, ok. Tùy trong này á, tùy với rễ này đo ra gì nha anh em, 50 nha anh em. 50, dạ. Yeah. Rồi. Số 10 này có giá 700 ngàn nha nha. 700 ngàn miễn phí ship mấy anh ơi. Miễn phí ship luôn. Miễn phí ship. Rồi đổi luôn đi em ơi. Tiếp theo. Để miếng dán ra. Để miếng dán nè. Miếng dán cả ngày dán bự kìa. Rồi trong dây thôi. Rồi chờ trong dây lát nha mấy anh. Rồi vậy đi. Bán 3 cây nha nha. Rồi 3 cây mấy anh ơi. 3 cây. Một lô này 11 3 cây.
3 cây là sẽ là 11 nha. 11 này 3 cây mấy anh ơi. Dạ, đi số 11. 11 3 cây. 3 cây mã số 11. Rồi xin tròn vòng luôn ơi. Wow wow wow. Mã số 11 3 cây. Rồi xoay luôn, xoay luôn. À, bán lô này mềm cho anh em mới tập chơi nha. Nên rồi khuyến mãi mấy anh ơi, thoải mái luôn. Rồi ghép thoải mái. Dạ. Cái này giờ mình đo một cây trung bình thôi nha anh em. Rồi đại diện một em đi. Đại diện cây trung bình thôi. Đại diện. Rồi được 17. Rồi 17 mấy anh ơi, cao. Rồi cao 72 đi. 72. Dạ, thấp cao có gì đi. Là mã số 11 này là 3 cây 1 triệu nha anh em. 1 triệu đồng mã số 11 mấy anh ơi, 3 cây luôn. Dạ, dễ chơi luôn. Rồi về tập chơi luôn. Rồi, phụ đổi luôn em ơi, đổi luôn. Rồi 12 lên. 3 cây luôn hay gì đây? Mã số 12. Rồi 12 mấy anh ơi. Rồi, mã số 12. Mã số 12. Mã số 12 nha mấy anh. Yeah. Đây là 12 nha mấy anh. 3 cây luôn. 3 cây luôn. Tục là 3 cây luôn. Mấy anh em mà mới tập chơi xe mấy này thoải mái luôn. Rồi, một em đại diện. Rồi 22 nha anh em. Rồi 22 mấy anh ơi. Là cây bự nhất á. Cây gì đi. Em nó lớn nhất rồi đó. Dạ, cái chiều cao. Rồi cho chiều cao đại diện luôn. Chiều cao là 79 nha anh em. Rồi 79 mấy anh ơi. Ok anh. Rồi ba cây này cũng 1 triệu luôn. Cũng 1 triệu đồng luôn. Dạ, là mã số 12 này cũng là 1 triệu luôn nha anh em. Miễn phí ship mấy anh ơi. Dạ. Miễn phí ship mã số 12 1 triệu đồng. Rồi phụ đổi luôn, tiếp theo. Rồi 13. Mã số 13. Rồi mã số này là số 13 nha anh em. 13 mấy anh ơi. Mã số 13. Cũng là 3 cây luôn nha mấy anh. Yeah. Rồi có một em đại diện rồi. Rồi 19. Rồi 19. Cao. Này cao được 37 nha anh em. 37 luôn. Rồi ba cây này cũng 1 triệu luôn. Mã số 13. Tiếp tục là 1 triệu đồng mã số 13, miễn phí ship mấy anh ơi. Rồi phụ đổi luôn, tiếp theo 14. Mã số 14. Còn là 14 nha anh em. 14 luôn, 3 cây luôn. Mã số 14 nha mấy anh. Đây là 14. Cũng 3 cây luôn. Rồi ok, cho thông số một em đại diện ở đây. Đại diện. Rồi 21 nha anh em. Rồi 21 mấy anh ơi. Cao luôn. Cao là 33. Cao 33. Rồi mã số 14 này là cũng là 1 triệu nữa nha anh em. Tiếp tục là 1 triệu mấy anh ơi, 1 triệu đồng. Mã số 14 3 cây. Rồi phụ đổi luôn, tiếp theo. Rồi 15. Rồi 3 cây 15. Mã số 15. Mã số 15 mấy anh ơi. Cái này là bộ 3 nha anh em. 15 3 cây luôn mấy anh ơi. Rồi một em đại diện anh ơi. Đại diện. Rồi 17. Rồi 17.
Cây cao vừa chiều vừa. Chiều cao nè. Luôn. 36 nha anh em. Rồi 36. Rồi cũng là 1 triệu luôn, mã số 15 nè. 15 1 triệu luôn mấy anh ơi. Rồi tiếp theo. Rồi 16. Mã số 16. Mã số 16 mấy anh ơi. Cũng là 3 cây luôn mấy anh ơi. 16. Rồi cho thông số một em đại diện luôn. Này là 16 nha anh em. Rồi 16 mấy anh ơi, cao luôn. Cao là 40 43. 43. Rồi mã số này là mã số 10 16. 16. 16 3 cây cũng 1 triệu luôn. Tiếp tục là 1 triệu mấy anh ơi. Dạ. 1 triệu đồng. Rồi mã số 16 này cũng là 1 triệu luôn. Rồi bộ đổi luôn em ơi, tiếp theo 17. Mã số 17. Vậy là một cây thú nha anh em. Thú nha anh em. Mã số 17 mấy anh ơi. Cái ghế này nó cũng nó quái mà nó trồng do cái đầu nha anh em. Để luôn nha anh em. Giống như là da cám ha. Dạ, cái này xù cám. Xù cám. Cái này là cái thẹo này không có sao chân nha anh em. Xử lý lại nha anh em. Dạ, tại vì cái nhánh kiểu ghế này. Đó. Còn cái này bị đào bị chạy nha anh em. Sống chứ không đổi. Rồi, không sao. Dạ. Nó nguyên một cái mình này là mình thú nằm dài ngóc đầu lên dò cẳng có dò đuôi nha anh em, dò cẳng đuôi đầy đủ đó. Em này là 17 nha mấy anh ơi, mã số 17. Dạ cám hết rồi. Dạ xù cám. Rồi cho thông số của em 17 luôn ơi. Cái này à, đo và đo chỗ này nha nha, thấy chỗ ngay trong cổ chơi này nha, là 35. Rồi 35. Rồi em đo cái cũ mình cũ của cái cây thú nha nha. Rồi, đo gì là nó 66 nè nha nha. 66. Rồi ok. Cái vòng đế của nó nha nha. Vòng đế nó 127 nha nha. Rồi 127. Rồi chiều cao luôn. Chiều cao là nó 34 đi. Rồi 34 mấy này. Rồi mã số 17 này có giá là 6 triệu nha nha. 6 triệu đồng miễn phí ship nha mấy anh. Dạ, nguyên một con thú luôn nha, anh em đẹp lắm nha. Rồi nha nha. Miễn phí ship cho mấy anh luôn. Rồi đổi luôn em. Rồi 18 lên. 18. Mã số 18. 18 là một cây khí gân nha nha. Khí gân. Số 18 mấy anh ơi. Gần người cũ gần nở lắm nè. Anh em mới chơi, anh em mới chơi đổ xuống vậy nè. Làm bay làm một đường đổ xuống thôi, chỉ ruộng ba thì anh em cắt cái nhánh này bỏ. Dạ. Mình xài về hai nhánh này thôi. Có hai cái nhánh này thôi, mình xài về hai nhánh này thôi cũng lụi để mà đổ khó kiếm mấy cây kiểu này nha anh em. Cũ, bự, rồi cái gân mã số 18 nha mấy anh. Yeah. Rồi thông số giờ đo trước trên này cho anh em thấy cái đi là 37 nè. Rồi 37. Còn nguyên một cái cũ đặt nha anh em. Nguyên một cái cũ này là nó tới 65 nha anh em. Rồi 65 luôn mấy anh ơi. Ok. Rồi cầm thống này. Cầm đổ này. Thống ra nha anh em. Nhiêu 66 nha nè. 66. Rồi cây mà áo số 18 này có giá là 3 triệu nha nè. Rồi khế gân có giá 3 triệu mấy anh ơi. 3 triệu đồng miễn phí ship. Mã số 18. Rồi đổi luôn tiếp theo. Rồi 19. 19 nha nè. Mã số 19. Mã số 19 mấy anh ơi. Rồi tròn vòng luôn ơi, mã số 19. 19 mấy có mấy nhánh quái lắm nha nè. Cành phóng đây quái đẹp lắm nha nè. Dạ. Mã số 19 khế gân. Rồi tròn vòng luôn sáu ơi, tròn vòng luôn.
không có lên xe nè. Mở số 19 nha mấy anh ơi. Rồi thông số của em này luôn ơi. 19 là 43 nha anh em. Rồi 43. Chiều cao của em cao là 62. 62 luôn. Rồi cần phóng này ra ngoài này là 47 nha anh em. Rồi 47 mấy anh ơi. Rồi cái số 19 là có giá 1.4 triệu nha anh em. 1.400.000. Dạ, miễn phí ship. Đồ quắc luôn. Bao ship luôn. Số điện thoại là 0775812944. Rồi phụ đổi luôn mấy anh em ơi. Phụ đổi luôn nha anh em. Rồi 20. 20. Đó, 20 là cũng một cái củ bự khá lớn nha anh em. Rồi 20 mấy anh ơi, 20. Anh nguyên một củ nha anh em. Mở số 20 nha mấy anh ơi. Rồi cho trên thông số em 20 luôn ơi. Mình này là giờ em đo trong cái kẻ này nha anh em. Bỏ cái cây tử rồi nha. Là 38 nè. Rồi 38. Rồi vậy nha anh em. Dạ. Cái hiện tại đi cho anh em thấy. Rồi chiều cao. Cao 62. 62. Rồi cây 20 này có giá là 1.500.000 nha anh em. 1.500.000. Kế gần nha anh em. Kế gần miễn phí ship anh ơi. Miễn ship luôn. Rồi ok đổi luôn. Tiếp theo. Rồi 21. Rồi 21 này là cây lùng lực nha anh em. Mã số 21 khế gân mới nồi. Dạ khế gân. 21 là nguyên một cũ nè, có cành quái. Nếu mà anh em về không chơi cành quái nè, anh em có cắt đây luôn nè, xài một chủ một thôi là con trai là lùng lực luôn. Dạ. Cắt đây là nguyên thấy nguyên một cái cục nè. Cũ đẹp lắm. Cắt cái này nè. Chừa cái nhọn này thôi. Tùy theo anh em chơi, có nghĩa là đây muốn cành quần xế nó quái quá để. Rồi em này là mã số 21 và thông số dạ, luôn rồi. 21. Rồi này nên được 43 nha anh em, 44 rồi nên đôi 43 thôi. 43 rồi ok anh. Cao là 32 nha anh em. Dạ. 29 chứ? 29. Dạ. Rồi mã số 21 này có giá là 1.700.000 nha anh em. 1.700.000 miễn phí ship mấy anh ơi. Miễn phí ship rồi đổi luôn. Rồi 22 lên. 22. 22. Mã số 22 là cây này mà nó vừa lên mà vừa có cành đổ xuống nha anh em, cầm xuống đổ nè, rất là đẹp quái lắm, đám này đẹp lắm, đây chuẩn đầy đủ khế gân. Mã lực số 22 khế gân với những cái chi cành cổ. Rồi thôi trong số của em này luôn ơi. Mã số 22 nha anh em. Rồi thông số luôn ơi. Rồi này được 37 nha anh em. Rồi 37 mấy anh ơi. Chiều cao. Cao là 50. 50 rồi. Rồi cái này đo kiểu mà đo theo đổ xuống thì anh em 73 nha anh em. Rồi dáng đổ 73 rồi ok anh. Rồi mã số 22 này có giá 1.500.000 nha anh em. 1.500.000 mấy anh ơi. 500.000 nữa. Cái gân 1.500.000. Rồi đổi luôn em. Rồi 23. Mã số này là mã số 23. Yeah. 23 này là cũng quái nha, lùng lực. Mã số 23 nha mấy anh ơi. Cành đầy đủ nè. Để đặt nha nè. Khế gân. Rồi thông số luôn ơi. Rồi 36. Rồi 36. Rồi 46. 46 luôn. Rồi là cây số 23 này có giá là 1.700.000 nha anh em. 1.700.000 mã số 23 cái gân nha mấy anh ơi. Cái gân miễn phí ship. Rồi phụ đổi luôn. Tiếp theo 24. Mã số 24 là 24. Mã số 24 mấy anh ơi.
số 24 Khế Gân. Rồi thông số của em này luôn ơi. Cây này chỉ cầm nó đều nha em. Quá nhiều luôn rồi. Quái luôn. Củ bự nha anh em. 56 nha anh em. Rồi 56. Chiều cao của em luôn. Chiều cao là 49. Rồi 49. Rồi mã số 24. Mã số 24. Thấy không? 24. Rồi 24 là cái giá 1.900.000 nha anh em. 1.900.000. Mã số 24 anh ơi. Cái gần miễn phí ship. Rồi đổi luôn em. Rồi 25 nguyên cụm luôn. 25 là nguyên cụm nha anh em. Nguyên cụm. Cây này là hiếm lắm đó. Giống như là một cái chiếc tàu luôn. Dạ, nó nằm quen một cái bãi dài như bãi núi mà nằm trường dài như thế nè. Cây này quái lắm nha anh em. Chi cầm đầy đủ luôn, nếu mà anh em chơi đó, thế rồi sau này mình chơi đó, mình gan thì cắt cái này bỏ luôn nhánh này luôn. Chừa cái đuôi cục vậy thôi, đuôi này ngắt ở đây nè. Làm này ra đầu chi cầm để xuống cái quả dài luôn, rất là đẹp nữa nè. Ra chậu hình chữ nhật là đẹp lắm. Cái gần mấy anh ơi, cái gần. Mấy cái này là cây nó liền không nha anh em, chứ không phải là cái gờ gì nha anh em. Dầm kỹ là liền không rồi, ngay tay của anh Sáu chỉ đó mấy anh liền ơi. Không rồi. Liền luôn, nguyên khối luôn. Nguyên khối luôn nha anh em. Rồi cho thông số em này luôn anh ơi. Giờ thông số cũng khó, hành dài nè, để thông gì cho anh em nè. Thấy đi. Rồi nguyên cụm luôn đi anh ơi. Nguyên cụm gì đây cho anh em đi. Rồi là 91 nha anh em. 91. Rồi ok. Đó, rồi bỏ một cái thì rồi đi. Vậy. Là 57 nha anh em. Rồi 57 cho chiều cao luôn rồi. Là 43. 43. Ok. Rồi bỏ cái đấy cái tịch lên thì cho anh em cái này rồi cho kỹ cho anh em đi. Rồi là 25 nha anh em. Rồi, cùng nhỏ 25. Cao đây. Chiều cao là 68 nha anh em. 68. Rồi cây mã số 20. 25 gì vậy? 25 nha anh em. Rồi 25. Mã số 25 này có giá 4.500.000 nha nè. 4.500.000 mấy anh ơi, miễn phí ship luôn. Đầu quá luôn. Mã số 25 rồi, phụ đổi luôn em ơi. Đổi luôn. Rồi 26 lên. 26 này cũng là quái nha nha nè. Mã số 26. À. 26 quái luôn. Mã số 26 nha mấy anh ơi. Cái này nếu mà anh em chơi á là lấy gì thì mình cắt ở đây nè, đây theo kiểu mà gió nó lùa cho một bên đó. Rồi. Rồi lùa mà xiên phong một bên cắt đây nè, cắt cái cành này bỏ luôn nè, là cho về đây nó đổ về đây hết, giờ lùa hết ngọn gì hết, thấy rất là đẹp luôn. Đó kiểu mà xiên phong. Cái này cũng liền nha anh em, liền nó luôn. Lắm, nó liền hết trơn nè, chứ không phải là gài nha, cái này liền hết trơn luôn. Nó liền đây liền xuống đây liền liền ở đây, nó cũng liên kết chân nha anh em, liên hoàn kết chân. Mã số 26 cái gần mấy anh ơi, cái gần luôn đó. Rồi cho thông số luôn ơi. Thông số thì cũng đo giống nãy cho anh em nha anh em. Dạ. Anh em coi rồi nói dịch vô rồi nguyên cụm luôn. Dạ, nguyên cụm này là nó 91 nữa nha anh em. 91. Rồi ok anh. Để cụm vô cho anh em đi. Đấy. Rồi 65 nha anh em. Rồi 65 mấy anh ơi. Lo cái khăn bị này, cái cụm cũ này đi. Rồi là 47 nha anh em. Rồi 47 ok. Chiều cao. Cao là 54. 54 luôn. Rồi mỗi số 26 này có giá 3.500.000 nha anh em. 3.500.000 miễn phí ship anh ơi. Dạ. Miễn phí ship. Rồi phụ đổi luôn em ơi, đổi luôn. Tiếp theo 27. Rồi mã số 27. Mã số 27, cái gần. Cái gần luôn. Mã số 27 mấy anh ơi. Rồi tròn vòng luôn sáu ơi, tròn vòng luôn. 27 nha anh em. 27. À, đây là nguyên khối nè, nguyên cục luôn. Rồi ok, cho thông số em này luôn ơi. Mã số 27 cái gân.
Rồi là 53 nha anh. Rồi 53 mấy anh ơi, 53. Rồi cạnh nó lùi về đây là 65 nha anh. 65 rồi. Rồi mã số 27. 27 có giá 3,5 triệu nha anh. 3.500.000 miễn phí ship mấy anh ơi. Miễn phí ship mã số 27 cái gân. Rồi phụ đổi luôn mấy em ơi. Tiếp theo 28. Rồi chờ trong giây lát mấy anh ơi. Mã số 28 Nguyệt Quế. Rồi xoay luôn rồi, xoay luôn. Cây mà quế này nào giờ cũng vậy nha anh em, mấy cái củ này là khó kiếm lắm nha anh em. Dạ. Cây mà dốc ngọn cao mà cái củ nó dữ lắm, củ. Củ này đẹp dữ lắm nha anh em. Mã số là mã số 28 Nguyệt Quế. 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 Rồi kéo thử chiều cao cái sáu, cho chiều cao đi. Chiều cao 1m4 đi. Nhiêu anh? 1m4. 1m4. Rồi ok anh. Rồi đo thân luôn. Thấy bằng này anh nha. Bằng này nha, cỡ 40. 41 và cũng 40 nè. Rồi 40 thôi. Rồi ok anh. Cho một cái nồi giặt này luôn. Cái nồi đập này luôn là đo trên này nè là 80. 80 rồi, 80 cái hoành bầu để đới nó là 170 nha anh em. 170 dạ. 170 rồi, mã số này mã số 28 nha anh em. 28 giá nhiêu nơi? Rồi có giá 7 triệu nha anh em. 28 7 triệu miễn phí ship nha mấy anh ơi. Miễn ship lần số điện thoại là 077 581 2944. Rồi cảm ơn anh. Rồi phụ đổi luôn. Tiếp theo rồi tới 29 Nguyễn Quế. Tiếp theo 29 là mã cuối cùng nha. Rồi 29 cuối cùng. Vừa quế luôn. Rồi cho xây tròn vòng trước các anh ơi, tròn vòng luôn. Tròn vòng luôn, tròn vòng luôn. Anh em về tại vì cái nhánh này là để cho thở nha anh. Này. Dạ còn okay. Cái anh về cắt tới đây nè. Nó xài cây nó lùng lực, nó giót ngọn, nó đẹp cây. Rồi ok. Chỉ cầm sau này cây mình ra cây nó đẹp lắm, cắt rồi. Tại nhánh nó để chừa cho nó thở. Mã số 29 Nguyệt Quế cuối cùng. Mã số cuối cùng. Rồi tròn vòng luôn rồi. Đo luôn. Rồi là 50 nha anh em. Rồi 50. Là đo gì nha anh em, dạ. Thấy hiện tại đó. Rồi ok. Rồi cao. Cao. Cao là 90 nha anh em. Cao 90. Dạ. Dạ. Cái hoành bầu cho anh em về vô chậu đi xem anh em dễ chứ. Một thước. Thước 47 nha anh em. 1m47. Rồi ok anh luôn. Rồi mã số 29 này là có giá là 4,5 triệu nha anh em. 4.500.000 miễn phí ship anh. Dạ miễn phí ship. Rồi cho bà con cái lời chào cái nè. Cuối là cuối clip cũng chào bà con nha. Mà em có đôi lời cũng nhắn chú Năm Lộc ở An Giang á. Kêu chú bớt giỡn lại đi. Tại vì biết bao nhiêu người mà mua mà lên rồi sốt rồi là đưa lên là không bắt điện thoại được không à. Rồi ok. Là, có lời nhắn là chú Năm Lộc bất giỡn lại đi. Rồi ok. Để làm gì khổ anh em. Rồi rồi ok. Dạ. Cảm ơn anh nhiều. Rồi tạm dạ, biệt và dạ. Dạ, hẹn gặp lại luôn. Rồi mến chào tạm biệt luôn mấy anh ơi. Rồi tạm biệt các anh luôn và dạ, hẹn gặp lại.